chất kali sunfat sẽ đóng vai trò ra sao trong việc tạo nên chất lượng trái sầu riêng? Sử dụng kali sunfat thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất ở giai đoạn sầu riêng nuôi trái? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng vào ngày 9 tháng 7 năm 2023 với phần tư vấn chi tiết của tiến sĩ Trương Hồng. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.